lên tới đồng để mà có xuồng các bạn. Mình sẽ test cái dàn chạy xuồng này cho các bạn xem. Thì đây là các bạn thấy đây là cái hộp nhôm Nhật ha. Nhôm này hộp nhôm Nhật, nhưng mà mình thiết kế là vừa chạy xuồng và vừa bơm nước. Thì cái này là vừa bơm nước ở đây, thì các bạn thấy ở đây là cái mình đã có clip trước rồi đó, là cái dăng của nó chúng ta sẽ ngắn hơn tí, nhưng mà vừa bơm nước vừa chạy xuồng thì mình sẽ làm dài vừa phủ cái chân vịt thôi các bạn, để nhằm mục đích là không bị dỉ xét, chúng ta tháo ra tháo vào dễ ha. Thì chân này là chân 20, các bạn quan sát tổng thể. Còn đây là hộp nhôm Nhật. Thì thiết kế chạy xuồng thì mình có phan cái lỗ để mà thoát nước, và cái bơm nước thì mình cũng phan cái lỗ thoát nước các bạn. Các bạn thấy đây, ở đây cái hộp nhôm Nhật mình cũng chẻ một đường luôn. Đối với đồ mình làm thì mình sẽ thủ trước các bạn. Rồi mình sẽ đi xuống thuyền ha. Cái cỏ thì là 26 các bạn. Mình để nhờ ông chú để mà chạy mà ông chú lóc teo rồi. Rồi tiếp. Chạy lên ra là chạy luôn á. Cho đầu quay ra đây lấy cây quấn quét đầu ra. Ồ tại cái xuồng này chắc thôi đi xuống dưới luôn quá. Ô từ trời gai. Chết rồi, chết rồi, chết ba lưới của ổng rồi. Cái này báo rồi. Ông chạy lên đầu kia kìa, ông chạy đầu này chở chở quá. Lâu đụng rồi, còn không đi, không nhầm gì đâu. Hơi giấu nồi về chả cự nữa. Gỗ lưới hết rồi cho mình dính nồi dưới này à. Lâu hết đây. Dính cây đó. Chỗ này điệu phá. Rồi. Quay đầu đi, quay đầu về đây nè chú Tư. Phải có bánh lái khói chạy à? Có bánh lái bởi vì quạt không được kìa. Ông quay bánh lái được không? Ừ, trời ơi. Chạy thử hết ra tốc độ nó được bao nhiêu. Ừ.
Rồi quay lại đi. Ủa em dễ vô giỏi ơi, chỗ nào ơi, vô vô đó đó. Rồi, như vậy là mình vừa lập xong cái bài test cái dàn sexy chạy xuồng. Thì cái dàn này là vừa chạy xuồng và vừa bơm lùa các bạn. Thì mình thiết kế là để sử dụng chung cho sử dụng hai mục đích. Thì do nãy mình quay không rõ thì các bạn thấy đây là bên đây mình có cái nói chung cho chạy xuồng hay là bơm lùa thì mình cũng phan lỗ dưới này các bạn. Mục đích là để rồi. Thì chú nãy cũng nói là cái máy này có thể là đặt trên dàn tóc đó nữa, nhưng mà do là nó không có đồ gài đó các bạn, nó chạy nghĩa là nó chiến dịch nó hỏng lên kìm không lại, do vậy là không có dám mà nạp hết ga được. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ các bạn một cái test của cái dàn chạy xuồng. Thì các bạn thấy video mình quýt thì các bạn nhớ bấm like, còn những bạn nào chưa đăng ký các bạn vừa đăng ký kênh và bấm chuông để sớm nhận được thông báo như video mới nhất các bạn. Rồi chào các bạn ha.